Chào các em à, hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong vòng thi số 6 viên bích của khối lớp 6. Chúng ta vào bài thi đầu tiên. Chọn cặp bằng nhau. Loại toán này thì cũng đơn giản. Bắt đầu. Số dư. Rồi. Cái loại này thì ở trong khóa học V61 là thầy đã hướng dẫn các em rất kỹ cái loại toán tìm số dư ha. Bây giờ ta có thể dùng máy tính bỏ túi. Và theo cái kỹ thuật thầy đã hướng dẫn ở trong đó mình giải nhanh cái bài này. Ta sẽ dùng một cái nháp để lưu kết quả lại các em nhé. Dùng tờ nháp lưu kết quả lại. Rồi. 7 mũ 10 trừ 7 mũ 9 cộng 7 mũ 8 cộng 7 dư 7 kìa. Nó sẽ là dư 7. Dùng kỹ thuật máy tính chúng ta làm rất nhanh. Tất nhiên chúng ta cũng đừng có bỏ qua cái cơ sở toán học của nó các em nhé. Nếu đây là bài toán tự luận thì các em phải làm một cách đàng hoàng như sau. A bằng 7 mũ 10 trừ 7 mũ 9 trừ 7 mũ 9 rồi cộng cho 7 mũ 8 và cộng cho 7. Không thể cứ dựa vào máy tính mãi được không? Giờ 7 mũ 10 kem tách ra thành 7 mũ 8 nhân cho 7 mũ 2. 7 mũ 9 kem tách ra thành 7 mũ 8 nhân cho 7 nữa. Còn 7 mũ 8 là 7 bằng 7 mũ 8 nhân với 1 bằng chính nó ha. Tới đây chúng ta sẽ dùng tính chất phân phối đối với ba cái tích đầu tiên nè. Ta lấy 7 mũ 8 ra làm thừa số dùng chung. Còn tất cả các thừa số còn lại mình cho vào ngoặc đơn ha. Cái này các em biết rồi, làm nhiều rồi. Ở trong khóa học V61 thầy cũng đã hướng dẫn rất kỹ. Rồi cái số 7 bên ngoài thì ta cứ cho nó đứng yên đợi. Giờ các em để ý nè. 7 mũ 2 chính là 49. 49 mà trừ cho 7. 49 mà trừ 7 thì còn lại 42. Là 42 mà cộng 1 nữa thì là 4 bằng 43 ha. Như vậy là ở đây biểu thức A ban đầu nó đã biến thành là 43 nhân cho 7 mũ 8 và cộng cho 7. Có nghĩa là khi A chia cho 43 thì được thương là 7 mũ 8. Và 7 mũ 8 mình không cần quan tâm bằng bao nhiêu. Chỉ biết là số dư là 7 nè, nó nhỏ hơn số chia ha. Đó chính là số dư bằng 7. Đó chính là cơ sở toán học. Vậy ta có thể chọn hai ô đầu tiên luôn được rồi. Rồi. Số các ước nguyên dương của 18. Thì theo cái kỹ thuật mà thầy đã hướng dẫn về cái loại toán này thì chúng ta nếu mà làm nhanh theo cái kỹ thuật đó thì cũng là rất là khỏe ha. Như vậy nó sẽ là bằng 3. Nó sẽ có tất cả là 6 ước kìa. 6 ước. 6 ước. Số các ước nguyên dương của 18 là 6 ước. Dùng kỹ thuật mà thầy hướng dẫn trong khóa học V61, các em sẽ làm ra rất nhanh là bằng 6. Còn cơ sở toán học của nó là gì? Cơ sở toán học của nó sẽ là 18. Thì các em phân tích ra thừa số nguyên tố là bằng 2 nhân cho 3 mũ 2. Như vậy số ước của nó thì các em lấy các cái mũ á, các em lấy các cái mũ cho thầy cộng lại cộng 1. Vô đây là 2 mũ 1 nè. Giờ các em lấy 1 cộng 2. Xin lỗi, 1 cộng 1 là bằng 2. Không. 1 cộng 1 nhân cho 2 cộng 1 và nó sẽ bằng 6, 6 ước. Tóm lại là muốn tìm số ước
của một số tự nhiên, thì đầu tiên các em phân tích nó ra thành thừa số nguyên tố ha. Sau đó lấy mấy cái số mũ ở trong kết quả đó, mỗi số mũ các em cộng cho một rồi các em nhân lại là ra sẽ có tất cả là 6 nước. Còn tại sao nó lại như thế thì các em vô đăng ký khóa học V61 để tìm hiểu rõ hơn nha. Rồi ở đây ta có 6. Còn này các em giải bằng tay cũng được, giải bằng máy cũng được. Rồi, dùng kỹ thuật mà thầy đã dạy trong khóa V61 đi các em. Nó sẽ ra nhanh chóng, đỡ mất công tốn máu ha. 16. Còn các em giải bình thường cũng được ha. 2 mũ 8 chia 2 mũ 4 thì giữ nguyên cơ số trừ 2 số mũ là 2 mũ 4 là cũng thành 16 luôn các em. Cái này số 2 người ta cho rồi. 131. Số nguyên tố nhỏ nhất có dạng A trăm ba chục một đơn vị. Dùng máy kiểm tra coi nó có phải số nguyên tố không. Nó là số nguyên tố. 131 chính là số nguyên tố luôn các em. Đây là 6. Bài cuối cùng các em biến đổi hoặc là dùng máy nếu lười ha. Nhớ đừng có lạm dụng máy quá các em nhé. Nhưng mà cũng đừng có chối bỏ máy tính ha. Nó sẽ giúp cho mình rất là nhiều. Sắp tới là chúng ta thi đại học là cũng thi toàn trắc nghiệm không thôi. Thi môn toán á, thành ra là mình cũng phải nắm những cái kỹ thuật về máy tính bỏ túi để mình làm á, nó tiết kiệm thời gian hơn. Rồi kết quả bài cuối cùng là bằng 2 cái. Vậy ta sẽ chọn những đáp án giống nhau nè. 2 2 6 6 16 16 và 131 với 131. Vậy là ta đã hoàn thành xong cái bài thi đầu tiên của vòng 6. Bài thi số 2. Câu 1. Viết số 43 dưới dạng tổng của hai số nguyên tố, trong đó A nhỏ hơn B. Bây giờ các em có thể thử ha. Những cái loại này các em thử thôi. Thử sai thôi. 43 thì mình tách thành số nguyên tố nào cộng với số nguyên tố nào. Mình bắt đầu từ số nguyên tố nhỏ nhất đi, 2. Nếu 2 thì cộng với 41. Mà 41 thì có phải số nguyên tố hay không, ta kiểm tra. Đúng, số 41 là số nguyên tố. Như vậy là nó chính là 2 cộng 41 em nhé. Như vậy số B chính là 41. Còn nếu không được thì các em bắt đầu thử tiếp các số nguyên tố lớn hơn. Có bao nhiêu số vừa là bội của 3 vừa là ước của 50, 14. Như vậy cái bài này thì các em làm bình thường thôi. Bội của 3, bội của 3, ước của 54. Vậy thôi ta tìm ước của 54 đã. Ư 54 thì gồm những số nào? 1 nè, 54 nè. Kỹ thuật hai đầu gặp mặt các em. 1, 54, 2, 27, 3, 18, 38, 24. Rồi đúng rồi. Chia 4 không được, chia 5 không được, chia 6 được 9, chia 7 không được, chia 8 không được, chia 9 rồi hết rồi. Đây là tất cả những ước của 54 này nhé. Và trong những cái ước này thì số nào chia hết cho 3 thì mình chọn ha. Đó. Đây 3, 6, 9, 18, 27, 54 là những số đều chia hết cho 3 okay. 3, 6, 9, 18, 27, 54. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Có 6 số vừa là bội 3 vừa là ước của 54. Tiếp tục câu số 3. Tập hợp các số có hai chữ số là bội của 32. Là B32 ha. B32 thì các em dùng phương pháp cộng dồn đi, đừng dùng phương pháp nhân dồn nữa. Tập hợp các số có hai chữ số là bội của 32 thì đầu tiên là 32 này. Sau đó cộng thêm 32 là thành 60. 64. 64 cộng tiếp cho 32 thì là 96. Hết rồi.
326496. 32 nè, số 4 nè, 96. 326496. Tiếp tục câu số 4. Số 43 viết dưới dạng tổng hai số nguyên tố. Nó giống bài trên các em. Chọn số 2. Ở trên hỏi số lớn, dưới hỏi số nhỏ thôi. Tổng của tất cả các số nguyên tố có một chữ số thì dễ quá đi ha. Các em cộng tay luôn đi. 2 cộng 3 cộng 5 cộng cho 7 hết. Đó là những số nguyên tố có một chữ số ha. 2, 3, 5, 7 bằng 17. Tìm số nguyên tố nhỏ nhất sao cho P cộng 10 và P cộng 14 đều là số nguyên tố. Các em thử số 2. 2 cộng 10 là 12, bỏ đi. 12 đâu phải số nguyên tố. Các em chuyển qua số 3. 3 cộng 10 là 13, còn 3 cộng 14 là 17. Vậy đúng luôn. 13 và 17 đều là số nguyên tố. Vậy ta chọn số 3. Có bao nhiêu hộp số có dạng 230A? Rồi giờ các em thử nè. 2, 3, 0, 2, 3, 1, 2, 3, 2. Đúng không? 2, 3, 3, vân vân. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Vì hàng ngang đi. Thôi, hàng dọc cũng được. Cho đẹp. Giờ 2, 3, 0 thì chắc chắn là hợp số rồi. Bởi vì cái đuôi nó là 0 là chia hết cho 2. Đúng không? Hợp số là có nhiều hơn 2 ước, có từ 3 ước trở lên đó. Giờ 231 mình kiểm tra coi có phải số nguyên tố không, dùng kỹ thuật đã học trong khóa V61 các em nha. Rồi, nó là hợp số các em. 232 chắc chắn là hợp số rồi. 233 cứ đuôi là số chẵn nó sẽ là hợp số nha. Rồi 233 dùng kỹ thuật kiểm tra. Rồi, nó là số nguyên tố các em. Vậy bỏ nó đi. 234 chắc chắn là hợp số rồi, bởi vì chia hết cho 2 nữa. 235 chắc chắn là hợp số rồi, bởi vì chia hết cho 5 nữa. 236 chắc chắn là hợp số rồi, đuôi là chẵn. 237 kiểm tra coi, dùng kỹ thuật của khóa học V61. 237 nó là hợp số nha. Chuyển qua 238 chắc chắn là hợp số luôn. Rồi qua 239 kiểm tra bằng kỹ thuật. 239 rồi, nó là số nguyên tố. Bỏ. Như vậy hết rồi. Vậy ta thu được tất cả là bao nhiêu hợp số? 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè. 8 hợp số kìa. 8 hợp số có dạng 230A ha. Câu số 8. Cho A là một số chẵn chia hết cho 5. B là một số chia hết cho 2. Một số chẵn chia hết cho 5. Một số B chia hết cho 2. Vậy A cộng B khi chia cho 2 thì dư mấy? Rồi các em dùng kỹ thuật tìm dư ở trong khóa học V61 các em tìm luôn. Mà cái này cần nhiều kỹ thuật trời. Một số chẵn chia hết cho 5 thì là vừa chia hết cho 5 vừa chia hết cho 2, vậy đuôi nó sẽ bằng 0. Rồi một số chia hết cho 2 nữa thì đuôi nó là số chẵn. Hai số đó cộng lại thì chẵn cộng chẵn. Chẵn cộng chẵn thì ra một số chẵn thì chia hết cho 2 thì số dư là 0, chứ đâu cần dùng kỹ thuật gì ghê gớm các em nhỉ. Cho P là tập hợp các ước không phải nguyên tố của 180. Số phần tử của tập hợp P là, nếu các em dùng kỹ thuật ở trong khóa học V61 thì các em sẽ tìm ra bao nhiêu ước của 180. 180 nè, phân tích ra từ số nguyên tố nó sẽ bằng 2 mũ 2 nhân cho 3 mũ 2 rồi nhân cho 5. 2 mũ 2 nhân 3 mũ 2 nhân 5 thôi. Như vậy là nó có tất cả là 3 nhân 3 nhân 2. 3 nhân 3 nhân 2 là 18 ước.
Hôm 18 ước cho em nhé. Người ta hỏi gì? Ước không phải nguyên tố. P là tập hợp các ước không nguyên tố. Vậy ta tìm ước nguyên tố đã. Ước nguyên tố của cái số 180 là có 3 loại, là 2 là 3 nè, 5 hết rồi. Như vậy suy ra là ước không nguyên tố. Dùng phương pháp trừ ngược thôi. Ước không nguyên tố là 18 trừ 3 và sẽ bằng 15 ước. 15 ước em nhé. Rồi. Rồi bài số 10. À, bài số 10 là một bài mà ta áp dụng kỹ thuật ở trong trong khóa học V số 1 ra rất nhanh nè kìa. X bình cộng 45 y bình tính tổng của x cộng y. Rồi, ta dùng kỹ thuật của khóa học V số 1. Rồi thầy dùng cơ sở toán học sau nha. X bình cộng 45 y bình rồi ra luôn kìa. Trên máy dùng kỹ thuật nó ra liền. Nó sẽ ra là x bằng 2 và y bằng 7. Quá nhanh ha, quá nhanh. Quá nhanh luôn. 2 mũ 2 á là 4. 4 cộng 45 á là bằng 49. Còn 7 mũ 2 cũng bằng 49. Như vậy là x cộng y sẽ bằng 9 kìa. Còn dùng kỹ thuật cơ sở toán học thì ta làm sao? Thì các em thấy cũng dễ hiểu thôi. À, cộng cho 45 bằng y mũ 2 này. Nếu dùng cơ sở toán học nha, chứ mình cứ dùng máy tính hoài cái là mình thui chột luôn khả năng suy luận đó các em. Mình phải kết hợp hài hòa giữa hai cái, đó là máy tính bỏ túi để sau này mình còn thi đại học trắc nghiệm nữa ha. Và cơ sở toán học để nắm chắc, để mình có tư duy logic suy luận. Bây giờ y nguyên tố nè, y nguyên tố là đề cho ha. Như vậy là y chắc chắn là số lẻ rồi, bởi vì nó lớn hơn 45 mà. Y nguyên tố lớn hơn 45. Mà đã là số nguyên tố lớn hơn 45 á, thì suy ra y là lẻ. Y lẻ. Y lẻ. Y lẻ cái mà. Y lẻ thì suy ra gì? Y mũ 2 cũng lẻ luôn. Y mũ 2 lẻ thì suy ra là x bình cộng 45 cũng lẻ. Mà 45 á, x bình cộng 45 cũng phải lẻ chứ. Cái hai đó bằng nhau à. Thì bên này lẻ thì bên kia phải lẻ chứ. Như vậy suy ra x bình là phải chẵn. Đúng không? Mũ 2 phải chẵn. Vì sao vậy? Vì 45 lẻ rồi. Ở x bình mà chẵn á thì các em sẽ suy ra x là chẵn. Chứ gì nữa. Đấy, một số lẻ mà nhân với chính nó là bình phương lên sao ra chẵn được. Lẻ bình phương lên sao ra chẵn được. Mà x là nguyên tố để cho mà. X chẵn x nguyên tố thì bắt buộc x sẽ bằng x bằng 2. Đây là cơ sở toán học của nó. Nếu làm tự luận các em phải làm vậy ha. X bằng 2 rồi thì các em suy ra là y mũ 2. Các em tính dễ ẹt mà. Y mũ 2 là bằng 2 mũ 2 rồi cộng cho 45 thì nó bằng 49. Mà y mũ 2 bằng 49 thì các em tìm coi số nào nhân với chính nó bằng 49 thì chỉ có số 7 thôi ha. Rồi như vậy ta đã hoàn thành xong bài toán này. Trăm điểm tối đa các em nha.
Ta qua bài thi số 3. Ta qua bài thi số 3 coi. Khi viết liền nhau các số tự nhiên từ 1 đến 99 thì có thì số xuất hiện bao nhiêu lần? Rồi. Bây giờ bài này thì thầy phải làm nháp cho các em hiểu rồi. Giờ từ số 1, 2 cho đến số 9 là nó có 1 số 9. Chính xác là có 1 chữ số 9 đấy, ha. 10, 11 cho đến 10, 19 cũng có 1 số 9. Tiếp tục 20, 21, 29 cũng có một số 9 ha, cũng có một số 9. Chính xác là có một chữ số 9 các em nhé. Rồi vân vân cứ như vậy cho tới 80, 81 vân 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 cho tới 89 thì cũng vậy. Nhưng mà tới cái hàng cuối cùng thì rất nhiều, 90, 91 cho tới 99. Thì các em để ý là mấy chữ số hàng chục á, ở hàng chục là nó có tất cả là đếm đi 10 rồi, 10 số 9 rồi. Thêm chữ số 9 hàng đơn vị nữa là có tất cả là 10, 11 số 9. Rồi ở trên này là từ đây tới đây là có 9 số nữa các em, đúng không? Từ trên này xuống là có 9 số 9. Rồi dưới này 11 nữa là thành 20, 20 số 9 ha. Rồi có hai tập hợp B là tập hợp các số tự nhiên chẵn. B là tập hợp các số tự nhiên chẵn nhỏ hơn 12. A là tập hợp các số lớn hơn 4. Như vậy C, C sẽ là tập hợp gì? Lớn hơn 4 thì có nhiều lắm, bắt đầu từ 6, 8, 10, 12, 14, 16 vân vân. Còn những số chẵn nhỏ hơn 12 là 10, 8, 6, 4 ha. Vậy các em sẽ có là 6 nè, là được tập hợp chung đó. Những phần tử chung của A và B á. A giao B ha. A giao B thì sẽ có 6, 8 và 10. Rồi C là tập hợp con chung của cả hai tập hợp A và B thì C sẽ là tập hợp con của cái tập hợp 6, 8, 10 này. Như vậy số phần tử nhiều nhất là 3 thôi. Còn không có thể là 2, có thể là 1. Số phần tử các số lẻ không nhỏ hơn 54 và không lớn hơn 1997. Như vậy số cuối cùng là 1997. Các em dùng kỹ thuật trong khoa học với số 1 các em thực hiện ha. Trừ cho số đầu tiên là 55. Rồi chia đôi cộng 1. 972. 972 số ha. Các em nhớ vô cái trang web của thầy đăng ký các khóa học để nắm vững các kỹ thuật viên bích mà có thể giúp các em cho tới vòng thi cuối cùng, vòng thi cấp tỉnh, vòng thi quốc gia luôn ha. Trong này hướng dẫn rất kỹ nè. Khóa V61 các em vô đây ha. Đó. Mọi hướng dẫn nó đều nằm trong này hết nha. Thực hiện theo hướng dẫn là sẽ được. Số phần tử các tập hợp các số tự nhiên không vượt quá 2010. Vậy là có từ 1 tới 2010 là 2010 số, rồi thêm số 0 nữa. 2011 ha.
Tiếp tục. Câu cho gặp câu nào khó khó hơn đi. Số phần tử số chẵn không không vượt quá 2010 như vậy có quyền là 2010. Đó là số cuối. Phải lớn hơn 2 lớn hơn 10.000, 10 đơn vị như vậy là phải là 10.000 12 đơn vị. Chia đôi cộng 1 500 số. Các em cứ nhớ cái loại này là lấy cuối trừ đầu chia khoảng cách cộng 1 nha. Tham gia khóa học quê số 1 thì cái loại toán nó trở thành loại toán quá dễ các em nhé. Từ nào sau đây là tập hợp gồm 5 chữ cái? Đây nè, sông Hồng nè, S O N G H. Còn mấy chữ kia là đụng hết rồi. Mỗi chữ mình chỉ tính một lần thôi. Chưa gặp câu khó kìa. Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 4 và nhỏ hơn 40. Thì lại là cái loại cuối trừ đầu chia khoảng cách cộng 1 thôi. Số phần tử các tập hợp của tập hợp chia hết cho 4 là 0 nè, 4 nè, 8 nè, vân vân. Cho tới nhỏ hơn 40 là 36. Các em lấy cuối trừ đầu chia khoảng cách cộng 1, 36 trừ 0 chia 4 cộng 1, 10 số các em. 10 số. Tiếp tục. Cho A là tập hợp các số lẻ cũng y vậy thôi. Số lẻ đầu tiên là 101, 103. Số lẻ cuối cùng là 999. Cuối trừ đầu chia khoảng cách cộng 1, 999 trừ 101. Chia khoảng cách là chia 2 cộng 1 là 450. 450 kìa. Nó toàn câu dễ không nhỉ? Tổng của hai số. À, tổng hai số thì gọi là x cộng y đi. Là bằng 172. X là số lớn này, y là số bé đi. Lấy số lớn chia số bé được thương là 4 và dư là 2. Như vậy x sẽ bằng 4 nhân y và cộng cho 2. Rồi giờ mình dùng kỹ thuật trong khóa học V61, mình sẽ tìm được hai số này rất nhanh. Số lớn là x phải không? Như vậy là mình sẽ dùng kỹ thuật trong khóa học V61 mình làm rất nhanh nè các em. Các em. Đáp án là 138. Nếu các em tham gia những kỹ thuật cơ bản mà thầy đã luyện trong khóa học V số 1 thì các em sẽ hiểu tại sao ra 138. Còn bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cái cơ sở toán học của nó. X cộng y bằng 172. Như vậy là y sẽ bằng 172 trừ x. Vậy thôi các em. Hay là x đi. X sẽ bằng 172 trừ y đi ha. Rồi giờ các em bắt cầu nè. 172 trừ y là bằng x. Mà ngoài ra x lại còn bằng 4 nhân y cộng 2 nữa. Như vậy là ta sẽ có hai biểu thức này bằng nhau. 172 trừ y nó sẽ bằng 4 y cộng 2. 4 y tức là 4, 4 lần y đó. Rồi giờ thầy sẽ giảng lược hai bên. Bên này là 172 thì thầy ghi là 170 cộng 2 đi. Bên trái có cộng 2 mà bên phải cũng có cộng 2. Như vậy ta giảng lược đi. Thì ta còn là 170 bên trái trừ y. Còn bên phải là 4y. Thấy không? Giờ bên bên này là 170 trừ đi y. Còn bên này 4 lần y tức là 5 lần y trừ đi 1 lần y. Thấy không? Như vậy ta sẽ có là 170 sẽ chính là bằng 5y. Từ đây các em suy ra y sẽ bằng 170 chia 5. 170 chia 5 là bằng 34 ha.
Y bằng 34 thì x sẽ bằng 172 trừ 34 là bằng 138 thôi. Rồi, 24 học sinh nữ, 18 học sinh nam. Cô giáo chủ nhiệm muốn chia đều số nam và số nữ vào các tổ. Số cách chia của cô giáo chủ nhiệm là, thì các em tìm ước chung lớn nhất. Ước chung lớn nhất ha. Ước chung lớn nhất của 24 và 18 nó sẽ bằng 6. Dùng kỹ thuật thầy dạy tìm nhanh lắm ha. Số này số nhỏ mình nhẩm cũng được. Từ đây suy ra ước chung, ước chung của 24 và 18 là sẽ bằng gì? 1, 2, 3 và 6. Giờ các em để ý nè, gọi số tổ là x đi. Gọi số tổ là x. Thì x, x phải là ước chung, x phải thuộc cái tập hợp này, không? X phải là ước chung của 24 và 18, thì lúc đó 24 và 18 mới chia đều vào các tổ được, chứ không là sẽ dư liền ha. Vậy cô giáo có thể là chia thành một tổ cũng được, hai tổ cũng được, ba tổ cũng được, mà sáu tổ cũng được. Nhưng mà làm gì có một tổ đúng không? Trong lớp mà có một tổ thì em thấy vô lý đúng không? Như vậy là chỉ có chia làm hai tổ. Mỗi tổ 12 học sinh nữ, 9 học sinh nam, hoặc là chia làm 3 tổ, mỗi tổ 8 nữ, 6 nam, hoặc là chia làm 6 tổ, mỗi tổ 4 nữ, 3 nam. Vậy có 3 cách chia. Như vậy là cái nick thi thứ nhất này thì câu khó nó không có nhiều. Nó không có nhiều. Như vậy là hẹn gặp lại các em ở cái nick thứ hai, thầy sẽ làm tiếp cái nick thứ hai để tìm những câu khó nha. Rồi, tạm biệt các em, gặp các em ở nick số 2, hy vọng gặp những câu khó hơn. Chứ đề này nó dễ quá.